những sự bao ngộ trong mỗi đời của tất cả chúng sanh, trong hết thảy các quả nước, nói một câu chân thật thì đều là tự làm tự chịu. Đó chính là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Trong tâm quý vị nghĩ như thế nào, hoàn cảnh bên ngoài biến hiện như thế ấy. Ai là chủ tể? Chính mình là chủ tể. Trong ngàn kinh muôn luận, Đức Phật đã dạy điều này chẳng biết bao nhiêu lần. Duy tâm sở hiện, tâm của ai? Tâm của chính mình. Duy thuyết sở biến, thức của ai? Phân biệt và chấp trước của chính mình, chẳng liên can đến ai khác. Cho nên chẳng biết chân tướng sự thật này. Nếu tâm người trên địa cầu chúng ta đều thiện, chẳng trái phạm tam học giới định huệ như Phật đã dạy trong kinh giáo, còn người chẳng học Phật như người Trung Quốc chẳng hạn, mà có thể tin tưởng giáo huấn của tổ tiên, tuân thủ luân lý, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, ba đức, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều chẳng lìa các tiêu chuẩn ấy. Thế giới này sẽ vô cùng tốt đẹp. Thế giới này sẽ được gọi là cõi đời thịnh trị. Trước hết, thân tâm mỗi người khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hòa hợp, thiên hạ thái bình. Do lòng người hiếu cảm, do lòng người tốt lành, nên núi sông đại địa hoàn toàn chẳng có các tai nạn. Kinh Phật đã dạy như vậy. Tướng do tâm sanh, cảnh chuyển theo tâm. Tướng mạo và thân thể của chúng ta khỏe mạnh là do ý niệm chuyển biến. Ý niệm của ta tốt đẹp, con người bạn khỏe mạnh, sống lâu, chẳng ngã bệnh. Tâm ta lẫn hành vi đều tốt đẹp, ở nơi đâu, nơi ấy chẳng có tai nạn. Điều này chẳng có gì mới lạ luôn. Tình hình vốn là như thế đó. Hoàn cảnh đều là do ý niệm mà biến hóa. Vì thế ý niệm rất bất phàm. Sức mạnh của nó rất lớn. Ý niệm bất thiện là tai nạn. Tâm hạnh của quý vị chẳng hạnh, thì đối với chính mình mà nói, chính mình toàn thân đầy bệnh tật, gia đình bất hòa, công việc chẳng thuận lợi, chỗ ở thường xảy ra tai nạn như hạn hán, lụt lội, động đất, đều do ý niệm của chính mình phát khởi, biến hiện. Đức Phật đã nói những điều này từ mấy ngàn năm trước.